Môi giới bất động sản là một bộ phận không thể thiếu trên thị trường hiện nay, giúp các giao dịch diễn ra nhanh chóng, thuận lợi cho cả người mua lẫn người bán. Tuy nhiên, nghề nào cũng vậy, bên cạnh những môi giới tử tế làm việc có tâm, thì vẫn đang tồn tại không ít môi giới dùng mánh khóe để thu về lợi ích cho riêng mình. Với chiêu thức này, môi giới bất động sản sẽ đưa ra một món hàng tốt, nhưng khi khách đến xem hoặc xuống tiền đặt cọc, họ lại đánh tráo thành món hàng kém chất lượng hơn. Ví dụ, lô đất lúc chào bán có vị trí đẹp, nhưng thực tế là phong thủy không tốt, đường đâm thẳng vào nhà. Chiêu thức này cao cấp hơn chiêu đầu tiên. Ví dụ, khi bạn đang xem một căn nhà, thì có khách khác từ đâu chạy tới, sau đó quyết định đặt cọc luôn. Người này thật ra là chim mồi do phía môi giới cài vào. Nếu bạn đang phân vân 50-50, thì việc họ xuất hiện có thể khiến bạn lo sợ mất cơ hội mua nhà mà nhanh chóng xuống tiền hoặc đặt cọc trước. Với một số dự án, người đi xem cũng rất đông, nhưng thực tế được cài sẵn chim mồi để tạo ra cảm giác khan hiếm. Để hạn chế vấn đề về kênh giá, người mua nên tìm hiểu bất động sản, sau đó làm việc trực tiếp với chủ nhà, môi giới chỉ hỗ trợ đằng sau, hoặc chỉ lựa chọn những môi giới mình thật sự tin tưởng để họ đàm phán giá giúp. Người môi giới sẵn sàng từ bỏ tiền túi vài chục triệu đồng, giả vờ thành khách khác và sẵn sàng chồng tiền đặt cọc ngay, khiến người mua có cảm giác mình đã đầu tư đúng chỗ tốt và thấy dự án khả thi, môi giới sẽ tiếp tục chào bán thêm vài lô đất nữa. Nếu lòng tham nổi lên, khách mua thêm vài lô thì có nghĩa chiêu thả con săn sắt bắt con cà rô đã đạt hiệu quả. Đây không chỉ dừng lại ở chiêu trò mà đã là hình thức lừa đảo. Việc làm giả quy hoạch thường diễn ra ở các khu vực đang sốt đất ít thông tin. Nếu muốn tránh trường hợp này, người mua cần tới cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại quy hoạch đất đai, ví dụ như phòng địa chính ở các phường xã, phòng đăng ký đất đai tại các quận huyện, hoặc với thành phố lớn, cần kiểm tra thông tin trên Internet để tránh lừa đảo. Trong trường hợp này, khách nên yêu cầu môi giới đưa thẳng tới văn phòng của chủ đầu tư để làm việc trực tiếp, nếu giả mạo sẽ bị phát hiện ngay.